And it's my birthday. Anh nói tí đợi em xung về bỏ qua. You think it would go to work? It's a hot pot thing. Let's see where Kevin is. Oh yeah, I see something over there. It's right here. Let's totally see it. Hey, I saw something. Okay, spin. Ready? Watch out for us two. Ooh, you dropped it. You dropped it. Ooh. Are you scared of it? No, 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 no! Get out of the way! Totally me, because it's my birthday. Okay. I can show my face like this? Yeah. See myself. Hi, Jocelyn. You gonna use the pictures for picture thing too? Yeah. Like Jocelyn did without no video. So when you call your face so big with it, your face so big when you put it too close. Yeah. What else you want? What else you want for your car? A fool. Okay, what do you want when you grow up? Doctor, lawyer, professional? An artist. Artist? You want to be an artist? Yeah. Architect? Architect? Oh. Yeah. What else? Yeah? You want to be a doctor, okay. You want to be a doctor. So what do you want to be when you grow up, Jocelyn? I want to be a doctor too. You want to be a doctor? Yeah. So that means I can go to a doctor for free? Yeah. You treat me? Yeah. Cool. Like it? I just sleep like that. So you have to study hard? Yeah. Okay? Yeah. You learn ABC now? Nice. You can open. It's your birthday. It's your gift. Ooh. I have 50. So what do you get? Ooh. No. No, I didn't get 60. I got 50. Hmm.
Some more money in here? No. Nancy got a lot of money in her bank now. She has a piggy bank. Gonna buy a lot of toys. She go to the bank. She deposit in the bank. Bye. What's up, bro? Carry. What's up, man? Hey, Carrie. What are you playing? Watching. Mama, I'm gonna open my present. Yeah, you have to go. More money in there. Yeah. Let's open it. Let's see how much. A gift. Gift card. Chick E. Cheese. Yes. I always need mommy. Chick E. Cheese. Chick E. Cheese card. Okay. Okay. What's up, yo? Mày vô. Lửa bắt đầu lên rồi đó. Nè. Cái này mày đặc biệt nè. Nó. Con xe đũa. Hàng nội địa, trồng từ môi ra luôn. Khỏi cần đi mà chợ mua. Chỉ ra ngoài nghe mà thấy vậy. Mua năm ngoái giờ ra nè. How are you? This down here. You want to eat from there? Mm-hmm. Yeah, it's right there. You see? Look, I never know why I want to know. Oh, no. Oh, cái này ăn lẩu sao giống cù lao Việt Nam vậy ta? Mẹ, này giống cù lao Việt Nam vậy? Vũ review thấy ngon chứ Vũ? Thử miếng ơi. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn. Okay. Take it. Okay. Mùi vị sao? Chua chua mặn mặn cay cay gì không? Cảm giác sao? Ngon hơn nhẹ. Tự nhiên ngon nhà hàng mẹ. Tại nhà hàng mà trả tiền ở đây, không có ăn không có trả tiền. Nghe con lẩu mà chắc hai ba tầng vậy đó. I don't use chopsticks. Cù lao hả? Cù lao hả? Thì giống cù lao Việt Nam giống ăn ăn đám cưới vậy. Cù lao. Ăn cưới vậy, cưới con cù lao chứ. Ăn dỗ ăn cưới con cù lao á. Bình thường làm gì có cù lao em? Ok, em à, review thế coi. Em à, give me a review on what, something in this pot here. Give me a review of something in this pot, you see. Mushroom? Yeah, how does that taste? For me, take it. Take it. Take one piece. No, this is for Jocelyn. Jocelyn? Oh. Ở bên đây có thịt nhiều nè, bên đây có nhúng lại rồi. This is spicy one. Có thịt đó, thịt chỉ là mềm mà. Lòi á. There's beef in here. It's underneath here. Mommy, why do you cook it?
Be careful. Đó. Ok, cái chopstick, đúng chỗ đó nha. Make a wish.
Jocelyn, vô ngồi với chị kìa. Make a wish mommy win a lottery. No. No. Nói cho nó thổi mà nó không cần hé. Dạ. Cần thổi ra không cần hé. Sướng không? Đặc biệt nhé, cả Mỹ mà có băng sữa đũa mà ngon. Đây nè, ở Mỹ nè, mà hàng này mới đọc địa nè. Mỹ mà nó là nghe. Hả? Cái này nhập cảng từ Tham Bà, giống phải Việt Nam nè, hàng ở Việt Mỹ giống phải Việt Nam nè. Tiên nó băng sữa đũa ở đâu cũng chạy đó. Bảo đảm ngon sạch. Cho là chạy. An toàn vệ sinh dinh dưỡng thực phẩm. Nè chưa? Bông sữa đũa mà có màu đỏ đỏ đó mấy anh. Bông trắng là chuyện nhỏ. Bông đỏ nó mới ngầu chứ. Làm từ em đi về. Hình như Hoàng Thánh cái hỏi bên em đi X-Mod mua gì? X-Mod hả? Hình như vậy bên Atlanta. Ờ, kia đấy ngon nhiều. Korea man, hàng từ Korea. Kia đấy ngon hơn đấy nhiều. Làm ngoài trừ làm ở nhà thôi. Bỏm chị ba làm ở nhà cho Kevin ăn. Cái gì vậy trời? Nói em có đi chơi rảnh không? Chưa biết. Có nghỉ. Có nghỉ ngày lắm. Có ngày mở hả? Con còn tới 3 tuần nữa chưa nghỉ nè. Trời ơi, vậy sao kỹ? Hôm nay em nghỉ 1 tuần. Nghỉ có lương không không? Tự nhiên. Nghỉ đi. Trời ơi, hỏi con sốc không em? Nhưng mà công việc sao nó có bay bị dồn nữa không? Đương nhiên. Nghĩ không ai làm vậy như là dồn. Công việc đó công việc của mình làm thôi, đâu có ai làm nữa đâu, cũng phải về nhận tự làm thôi. Xong rồi không nghĩ đã thì giờ lại cũng từng biên kịch diễn à. Nó trả lương cho mình làm, mình từng đó mình nghĩ với từng sao mình trả lời mình cũng phải làm thôi, đâu có hỏi. Làm ngày nhà tiếng được không? Hả? Làm ngày nhà tiếng được không? Đang nghĩ thì ngu gì làm, đã mình nghĩ trả lương còn làm nữa. Tại nhiều quá thì lúc vô làm nó hội nhiều quá. Làm luôn. Thật nè. Phát phát.
Kêu hai file đấy kìa. Yo. Billy kêu hai file Billy. Kêu hai file. Thomas kêu hai, nó biết hai file nó biết mà. Ờ, hai file. Ô, mẹ, không bên nào, không bên nào. Hai hai file, hai file. Đưa tay lại. Ô. Đang muốn ngồi ăn. No. No. Hurry down. Hurry down. Roll over. Sit down. Sit down. Roll over. Roll over. Harry, roll over. Roll over. Roll over. Yeah, there you go. Roll over. Roll. Roll. Roll over. Giờ mập mập quá, roll hết nổi rồi. Mập quá rồi hết nổi. Hello các bạn, video cũng tương đối dài nên video này sẽ ngừng tại đây. Nếu các bạn thích thì nhớ bấm cho mình nút like, comment và nhớ subscribe channel của mình nhé. Và xin hẹn gặp lại, bye bye. And have a good night. Time to go home. Oh, there's a lot of Christmas light. Kìa bên kia nhà anh đã trang trí Noel nhiều quá.